Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube channel của mình, run Trường Giang channel. Và ngày hôm nay thì Giang à, đang chuẩn bị để có một cái bước tẩy da chết cho bản thân của mình. Thì mình à, tiện cái công đi tẩy da chết thì mình muốn review một cái sản phẩm mà mình nghĩ là đây sẽ là một cái sản phẩm tẩy da chết rất là phù hợp dành cho những bạn nào da dầu bị mụn ẩn biết tắc lỗ chân lông và đang muốn cải thiện cái bề mặt da của mình để lỗ chân lông thông thoáng hơn và cũng như là có thể là mờ đi những vết thâm nám ở trên bề mặt da của các bạn và cái sản phẩm này thì cũng khá là dễ mua dễ tìm mức giá thì cũng chỉ khoảng tầm trên dưới hai uh, trăm mấy chục ngàn hai trăm năm ngàn trên dưới đó thôi và đây cũng là một trong những sản phẩm tẩy giá chết hóa học Mà Giang sử dụng mà cảm thấy cũng khá là ưng ý Cho nên là ngày hôm nay muốn review với tất cả các bạn Và đây cũng không phải là một sản phẩm xa lạ nào nữa Bởi vì rất nhiều beauty blogger đã làm review về sản phẩm này trong suốt thời gian vừa qua rồi Cho nên là thông tin về nhãn hàng này thì các bạn có thể tìm thấy ở trên Google rất nhiều Đó là sản phẩm The Ordinary AHA 30%, BHA 2% và Peeling Solution Đây, sản phẩm này đây nhé À, đây là lọ tẩy da chết thứ hai của nhà Orillery mà mình đã mua và lọ đầu tiên thì mình hết, hết xong rồi mình cũng quên mất luôn là mình phải, sẽ phải làm review bởi vì lúc đó mình cũng chưa nghĩ là mình làm YouTube ấy cho nên là mình đã vứt luôn cái chai đó đi và bây giờ khi mà mình mua chai mới mình bắt đầu sử dụng được một đoạn thời gian đây mọi người nhìn thì uh mình đã giữ lại được cả hộp và cũng như là vỏ để có thể làm review cho các bạn. Thì um, nói về The Ordinary thì mình đã làm một cái review về cái sản phẩm niacinamide 10% và dinh 1% rồi. Có cái sản phẩm này là sản phẩm thứ hai mà mình muốn lên video để dành cho các bạn bởi vì tiện cái công mình cũng đang muốn đi làm sạch da mặt và cũng như là tẩy da chết hóa học định kỳ á thì thông tin về sản phẩm này thì các bạn tìm được thấy ở trên youtube rất là nhiều và cũng như là trên google thì cũng rất là nhiều mình cũng không cần nói quá nhiều về thương hiệu the ordinary nữa à, cái video này của mình thì mình cũng nói luôn với các bạn một lần nữa là kênh của mình rất ít view cũng rất ít follow cho nên là không có ai tài trợ gì để mình có thể làm video để quảng cáo hay cái gì cả chỉ đơn thuần là mình dùng mình cảm thấy ok mình cảm thấy nó yêu nhược điểm như thế nào thì mình làm video để review cho các bạn thôi và nếu như các bạn đồng ý và chấp nhận thì các bạn hãy nhớ ủng uh, hộ hộ cho mình một like và subscribe để cho mình có thể có thêm động lực để làm những video tiếp theo nhé nói về sản phẩm này thì cái đóng gói bao bì của nó giống như là mọi sản phẩm khác của nhà The Ordinary đó là một cái chai thủy tinh như thế này khá là chắc chắn và ở bên trong á, cái dung dịch của sản phẩm này thì có màu đặc khá là sánh như thế này đó các bạn có thể nhìn thấy độ đặc rất là cao nha Chính vì cái độ đặc rất là cao này cho nên là cái sản phẩm này khi các bạn sử dụng trên da của mình á Nó rất là dôi Và cái mùi á thì nó đúng như là cái mùi của các loại quả Quả dâu rừng ấy kiểu như là quả strawberry hay là blackberry nó hơi chua chua Và có một lần khi mà mình tẩy ở chết hóa học bằng cái sản phẩm này ấy, Thì mình lỡ để nó dính ra môi một ít ấy thì mình thử liếm thử thì thấy nó hơi chua thật Um, và về sau khi mà mình đọc thành phần của cái sản phẩm này thì mình cũng biết lý do vì sao mà nó chua bởi vì là ở bên trong của nó thì sẽ bao gồm có AHA 30%. Mà AHA này thì bao gồm không chỉ có glycolic acid mà có cả lactic acid, tartaric và citric để giúp tẩy bỏ lớp tế bào chết cứng đầu và giúp làn da của chúng ta mềm mại và mịn màng. Ngoài ra thì có BHA 2% thì đây chính là à thành phần chính là salicylic acid là giúp thấm sâu và làm sạch lỗ chân lông lại bỏ tình trạng tắc nghẽn vào mụn đầu đen trên làn da. Ngoài ra thì sản phẩm này có cả vitamin B5 để giúp làm trắng da và giảm các vết thâm mụn làm đều màu da và có thêm cả các chiết xuất thảo dược như là Tasmania rồi Leaf extract giúp làn da của chúng ta sẽ giảm kích ứng khi mà sử dụng cái acid liều cao. Bởi vì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm axit liều rất cao nha các bạn, nó không phải là AHA 5% 7% nữa đâu mà cái này là AHA tận 30% và BHA hai phần nữa cho nên là nó có tác động rất là sâu không chỉ là cái bề mặt bên trên như các bạn đã biết thì AHA thì có tác động trên bề mặt bên trên và BHA thì có tác động trên bề mặt sâu hơn vì thế thì cái sản phẩm này các bạn da dầu hay da khô đều có thể sử dụng được nhưng các bạn nào thứ nhất là da nhạy cảm cái thứ hai là da các bạn đang bị break out đang bị lên mụn cực kỳ nhiều thì tuyệt đối các bạn không được sử dụng sản phẩm này các bạn nên làm quen với axit trước bằng những nồng độ thấp như là bằng các loại toner và một điều mà những bạn nào mà nhờ mình tư vấn về các sản phẩm chăm sóc da thì mình khuyến cáo là các bạn nên bổ sung thêm một cái thành phần axit nào đó trong quá trình dưỡng da của mình bởi vì nếu như da của các bạn không được tẩy da chết, không được làm sạch và cũng như là lỗ chân lông của bạn không được thông thoáng thì bạn bôi cái gì lên nó cũng sẽ không bao giờ thẩm thấu được tốt vào bên trong và cái lớp dày sừng trên làn da của các bạn sẽ làm cho da của các bạn bị biết tắc rất là nhiều thậm chí là nó gây đến mụn cho nên là bạn nào mà đang chưa từng làm quen với axit thì đừng nên sử dụng sản phẩm này sản phẩm này chỉ dành cho những bạn nào da đã bắt đầu ổn định khỏe rồi thì mình mới có thể sử dụng thôi còn Nói về sản phẩm này thì bây giờ Giang sẽ đi vào nhà tắm và vừa tẩy đã chết thì Giang cũng sẽ vừa chia sẻ với các bạn luôn cái quá trình mình tẩy đã chết và cũng như cách sử dụng sản phẩm này các bạn nhé. Let's go! Hello, vậy là mình đã đi vào phía bên trong nhà tắm để có thể tiến hành tẩy da chết rồi Thông thường thì mình sẽ tẩy da chết khoảng tầm uh, Một tuần cho đến 10 ngày một lần Bởi vì mình cũng cảm thấy là da của mình đáp ứng với sản phẩm này cũng không phải là quá cao Như là hướng dẫn là một tuần đến 2-3 lần Mà theo mình thì các bạn mới làm quen thì cũng chỉ nên tẩy da chết khoảng tầm 10 ngày cho đến 7 ngày một lần là đã quá là nhiều rồi Sản phẩm này rất là đặc và mình cho lên da thì mình cảm thấy nó rất là dôi Bởi vì mỗi một lần mình xài một păm như này là mình đã có thể dàn đều ra toàn bộ gương mặt rồi Mùi hương thì cũng... Uh, cũng hơi nồng nồng kiểu mùi trái cây hoa quả gì đó nhưng mà đúng thật là nó cũng sẽ hơi nồng quá các bạn cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà apply cái này lên da đó là ngay lập tức các bạn sẽ cảm thấy châm chích mặc dù là làn da của mình đã khá quen với axit rồi từ axit nồng độ thấp cho đến nồng độ cao thế nhưng bản thân mình mình cũng cảm thấy là nó châm chích cũng khá là nhiều cho nên là bạn nào có da đã vết thương hở mụn hay là làn da quá yếu mỏng và nhạy cảm lộ mạch máu thì tuyệt đối các bạn không được sử dụng sản phẩm này nhé bởi vì nó sẽ làm cho làn da của các bạn căng châm chích rất rất là nhiều Hãng có khuyến cáo là nên sử dụng sản phẩm này trong vòng khoảng tầm 10 phút Nhưng mà với làn da như của mình thì mình sẽ chỉ sử dụng cái sản phẩm này tối đa là trong vòng từ 5 phút cho đến 6 phút thôi và mình có canh thời gian để có thể sử dụng sản phẩm này thì mình sử dụng cho cả mặt cả cổ luôn bởi vì mình cũng muốn là tẩy da chết cho vùng cổ và cũng như chăm sóc cả vùng cổ nữa cho nên là các bạn nhớ là nếu như mà chúng ta có điều kiện thì nên sử dụng cả các sản phẩm này cho vùng cổ Sản phẩm này thì các bạn nam hay là các bạn nữ đều có thể sử dụng được Các bạn nữ da mỏng hơn thì mình chỉ nên để khoảng tầm từ 2-3 phút Còn nếu như da các bạn có thể chịu được thì các bạn nên để lâu hơn Thế nhưng mà cũng không nên để quá lâu đến tận 10 phút Bởi vì có một câu chuyện rất là buồn cười là khi mình sử dụng sản phẩm này trong lần đầu tiên sử dụng á Thì mình cũng thấy châm trích thật Thế nhưng mình nghĩ là da mình dày mình cũng khá là lì đòn Cho nên là mình để sản phẩm này trên da Sau đó có một cuộc gọi điện thoại đến thì mình nghe điện thoại Đến khi mình quay trở lại thì tá hỏa là đã lên đến tận 12-13 phút và sau đó thì da mình bị tình trạng là bị bỏng axit nha các bạn nó bị ngứa châm chích da của mình bị lột tẩy khá là nhiều và bong trong suốt cả những 10 ngày sau cho nên là mình đã bắt buộc là phải dưỡng da sau đó rất là nhiều rất là tích cực sau khi mình hoàn thiện việc để sản phẩm trên da trong vòng vài phút thì mình có rửa mặt sạch đi và cái cảm nhận đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy đó là làn da của các bạn sẽ láng mịn hơn rất là nhiều lỗ chân lông và các vết thâm của các bạn sẽ được giảm đi và cảm nhận của mình là sau 3 tuần sử dụng thì mình sẽ thấy làn da của mình vết thâm được giảm đi rất nhiều làn da sáng đồng đều màu và lỗ chân lông được thông thoáng hơn và và tất cả những cái đốm nâu ở trên làn da của mình thì nó cũng được làm mờ đi Và có một điều đặc biệt nữa là sau khi các bạn lau khô các bạn chạm lên làn da Sẽ thấy làn da của các bạn rất là mịn như nhung vậy đó Cảm giác mịn này sẽ lưu ở trên da của các bạn khá là lâu Và sau bước này thì mình đi ngay vào bước dưỡng da Và sau khi tẩy ra chất hóa học thì làn da của các bạn sẽ rất là khô Cho nên nhớ là phải dưỡng ẩm cấp ẩm đầy đủ và đặc biệt Nhớ không được quên kem chống nắng bởi vì phải có chống nắng da các bạn mới được bảo vệ an toàn